Chúc tất cả mọi người buổi sáng vui vẻ. Ai nghe Thuận nói rõ rồi thì bình luận số 1 giúp Thuận nha cả nhà. Chào chị Huyền, chào chị Thu Hà, chào chị Thoa, chào chị Nga, chào bạn Tình. Ô, bạn Tình tinh tấn tiến bộ nhanh quá. Chào chị Tuyết Đào, chào anh Thềm, chào chị Ngoan. Anh Thềm hôm trước có bình luận về nói là bé gì đó bị về vấn đề thần kinh hay gì đó ha, thì anh có thể đăng ký cho bé đi thiền nha anh Thềm nhé. Đăng ký cho bé đi thiền Vipassana nha anh Thềm, nhưng mà đừng đừng đăng ký với lý do là bé bị tức là đừng nghĩ bé bị như thế, bởi thực tế nó không phải vậy đâu. Nhưng mà nếu mà giúp cho bé đi đi nếu mà bé có thể đi thiền được ấy, có thể ngồi được ấy, thì có thể đăng ký đi thiền thiền Vipassana hay lắm. Với cái thứ hai nữa là thiền tâm từ ha, anh Thèm có thể là học cái thiền tâm từ. Nếu như bé có thể chủ động học được thì cho bé học cái thiền tâm từ, còn nếu mà bé không, cái bạn đó mà chưa không chủ động học được nữa ấy, thì anh Thèm học sau đó thì hướng dẫn lại cho con thiền tâm từ, thiền tha thứ ha. Vâng, chào chị Ngô Thị Ngoan, chào chị Hiếu, chào chị Trần Như Hoa, Thân Như Hoa, chào chị Thu Hà, chào chị Chiên, chào chị Thủy. Anh Thầy mới biết ơn con nhé, nhưng mà bây giờ nói con không nghe thì ạ. Biết ơn con ạ, biết ơn con và cầu nguyện cho con. Anh tu đi, anh tu tập đi, tu không phải là đi chùa đâu ha, đi chùa chưa chắc đã là tu. Anh tu tập đi, anh nguyện làm những việc lành, tránh xa những việc dữ và không ngừng phụng sự chúng sinh đi. Anh tu tập đi, và trong cái quá trình anh tu tập, anh ngồi lặng thinh đi, tức là anh ngồi thiền đi. Nếu như anh có thể đi thiền vi anh đăng ký đi thiền Vipassana đi, sau đó chính anh sẽ thực hành thiền đi. Bởi vì ấy là trước khi vào trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Thuận sẽ nói thêm một chút từ cái chỗ chuyện của anh Thèm này thôi, có lẽ là Thuận sẽ phải giải thích thêm chỗ này. Chúng ta sẽ có ở trên cuộc đời chúng ta ấy, thì nó có hai cái gọi là, một gọi là phước phước đức, và hai gọi là công đức. Phước đức là gì? Nếu như mà ngày hôm nay mà chúng ta đang có nhà cao cửa rộng, chúng ta đang có nhà lầu xe hơi, chúng ta đang có nhiều đất đai, hoặc là đang có một cái căn nhà, và chúng ta đang có được cái nhiều cái người quý mến, chúng ta đang có nhiều con, và con của chúng ta nó khỏe, nó thông minh, nó ngoan ngoãn, chúng ta đang có người vợ gọi là hòa hợp, đang có những người cha mẹ khỏe mạnh, chúng ta đang có anh chị em hòa thuận, chúng ta đang có thu nhập cao, chúng ta đang có tất cả những cái gì tốt đẹp trong cuộc đời này, thì cái đó là do phước mà chúng ta đã tạo nên ở trong trong quá khứ tạo ra. Và cái phước đó gọi là phước đức. Vậy thì phước đức thì làm thế nào để có được phước đức? Thì để có được phước đức thì ta cần phải làm điều lành, làm những điều lành cho người khác mà không mong cầu báo đáp, và làm điều lành cho người khác, làm điều lành ở bên ngoài cái thân của ta,
làm điều lành ở bên ngoài cái thân của ta thì ta sẽ có được phước đức. Và khi làm mà không cần báo đáp, không có kẻ công, khi làm với cái tôi mà cái tôi gọi là mình không có bị cái ngã mạn nó kiểm soát mình, tức là mình không làm vì cái sự mà mong muốn người khác tung hô mình, thì lúc này mình tạo ra cái được gọi là phước đức, hay còn gọi là cái phước. Và cái phước này giúp cho mình có được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Và nó có thể là ở tinh thần và ở vật chất. Vậy thì để có phước ý, thì có ba cái mảng, ba cái thứ mà chúng ta cần làm. Cái thứ nhất ý, đó là chúng ta cần phải, thứ nhất ý, là chúng ta cần phải cho đi cái niềm vui của mình và cho cái người khác niềm vui. Tức là về tinh thần, hãy cho người ta cái sự vui vẻ. Mình thì không cáu gắt, và với người khác thì cho họ cái sự vui vẻ, cái sự thoải mái. Ở trong cuộc sống thì hàng ngày mình phải nỗ lực làm sao đó để mà mình không có cái sự cáu giận, tức là đừng có làm cái việc hành động bất thiện đấy. Cái điều thứ hai là mình cho người ta cái vật chất. Ví dụ như là mình cho cái ăn, mình cho quần áo, mình cho tiền, mình cho người ta cái chỗ ở. Thì đó là cho về cái vật chất. Tất cả những gì mà có thể nhìn thấy được, có thể cầm nắm được, mà người ta cần mà mình có thể cho, thì đó gọi là cho cái vật chất. Cho cái vật chất. Cái thứ ba, cái thứ ba quan trọng nha. Cái thứ ba rất là quan trọng. Đó là gì ạ? Cho người khác cái trí tuệ, cái tri thức. Cho người khác cái tri thức, cho người khác cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của các anh chị, và chỉ cho họ cái cách để cho họ rèn luyện, để cho họ tiến bộ hơn mỗi ngày. Thì cái đó là cái thứ ba mà mình có thể cho. Và ở trong cái thứ ba này thì cái điều quan trọng mà mình tạo ra được nhiều công đức, nhiều phước đức hơn cả, đó chính là nói cho họ, làm gương cho họ, để cho họ hiểu về là làm những điều lành, tránh xa những điều ác, tránh xa những điều dữ. Nói cho họ hiểu thế nào là điều lành, nói cho họ hiểu thế nào là điều dữ, và nói cho họ biết vì sao cần phải làm những việc lành và tránh xa những việc dữ. Thì cái này là cái mà tạo ra nhiều phước đức nhất. Bởi vì không những mình giúp cho họ thay đổi cuộc sống của họ, mà khi họ làm như vậy rồi thì còn giúp cho họ, không chỉ giúp cho họ thay đổi cuộc sống của họ trong cái giây hiện tại, trong cái phút hiện tại. Ví dụ như cho cái ăn thì chỉ là hết đói thôi, cho cái mặc thì chỉ là hết lạnh thôi, cho cái chỗ ở thì chỉ là hết cái sự gọi là người ta có được cái giấc ngủ của ngày hôm đó, của cái sự nghỉ ngơi của ngày hôm đó thôi. Nhưng nếu cho họ hiểu cái lý do vì sao, và cho họ hiểu được là thế nào là việc lành, và lý do vì sao phải làm việc lành, cho họ hiểu được thế nào là việc dữ, và lý do vì sao phải tránh việc dữ, thì các anh chị đang giúp họ thay đổi cả cuộc đời của họ. Không phải trong một kiếp này, mà trong nhiều đời, nhiều kiếp của cuộc đời họ. Vì sao ạ? Vì ngày hôm nay nếu họ bắt đầu dừng làm việc dữ lại, và họ bắt đầu làm nhiều hơn những việc lành, là họ đang bắt đầu bước đi trên cái con đường lớn. Và cái con đường đó thì đích đến đó chính là sự an vui, sự bình an, sự hạnh phúc chân thật, và sự đủ đầy, sự giàu có. Cho nên khi mà mình nói cho họ hiểu được thế nào là việc lành, thế nào là việc dữ, và phải làm việc lành, phải tránh việc dữ như thế nào, thì lúc này mình đang giúp cho họ trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và cái này là cái thứ mà tạo ra phước đức lớn nhất. Và
tất cả những gì chúng ta làm cho và chúng ta bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta không có giết hại và tàn phá môi trường, không có giết hại những cái sinh mạng, là chúng ta đang tạo ra phước đức cho chính mình. Và cái biểu hiện của tất cả những cái thứ này thể hiện là mình đang có nhiều phước hay ít phước, thì ở chỗ là mình đang có được cái cuộc sống dư giả, mình đang có được nhiều cái sự may mắn, mình đang được mọi người quý mến, mình đang được mọi người tin tưởng, mình đang được có cái gia đình hòa thuận, mình đang có những người vợ, người chồng gọi là hòa hợp, tin tưởng mình, truyền cảm hứng cho mình, đồng hành cùng mình. Mình đang có cha mẹ anh chị em là khỏe mạnh, hòa hợp, vân vân. Thì tất cả những cái đó thể hiện là mình đang là cái người mà có nhiều phước. Nếu như ngày hôm nay ta bắt đầu thấy việc kiếm tiền khó khăn, ta bắt đầu thấy việc là thiếu đi các cái ý tưởng kiếm tiền, ta bắt đầu thấy là cái mối quan hệ trong gia đình của mình không hòa hợp, ta bắt đầu thấy cái việc mà chúng ta nói ra xong người ta không có tin, mình thấy nó đúng lắm nhưng mình nói ra người ta không tin, ta bắt đầu thấy công ty hay doanh nghiệp của ta bắt đầu gặp những cái khó khăn, vân vân và vân vân, con của ta không nghe lời, thì lúc này ta hãy hiểu rằng phước của mình đang cạn dần và có thể sắp hết phước rồi, sắp cạn phước rồi. Một con người mà cạn phước, không còn phước, thì con người đó cũng báo hiệu là sự sống đầy rẫy những cái khó khăn và có thể là chết. Nó khó khăn đến mức mà có thể dẫn đến là cái cuộc sống gọi là, tức là cái tuổi thọ của chúng ta nó là một loại phước. Cho nên là khi mà phước mà đã cạn thì có thể là đến tuổi thọ cũng không còn, cái sống, sự sống này không còn nữa, và có thể là phải là kết thúc cái hành trình ở trong cái thời điểm đó. Và khi mà có những cái dấu hiệu ở bên ngoài để thể hiện là hết phước như vậy ấy, thì việc của mình là gì ạ? Việc của mình là than vãn. Việc của mình là gì ạ? Việc của mình là đau khổ. Hay việc của mình là gì ạ? Việc của mình là suy nghĩ tiêu cực, là nói rằng sao ông trời bất công thế. Việc của mình là gì ạ? Không phải những việc đó. Việc của mình là hãy đi ra bên ngoài kia để mà tạo phước cho chính mình. Bằng cách gì ạ? Bằng cách là làm những việc lành cho bên ngoài cái thân của mình, làm những việc lành cho người khác mà không kể công, mà không mong cầu, thì lúc này mình đang bắt đầu tạo phước cho mình. Khi mình tạo phước cho mình đủ nhiều thì tự động những khó khăn của mình, những vấn đề mà mình đang gặp phải trong cuộc sống sẽ được giải quyết. Cho nên hôm trước có cái anh nào đấy mà nói rằng ấy, là nhà mình đang khó khăn về tài chính ấy, thì đơn giản là bởi mình cạn phước thôi. Vậy thì việc của mình là hãy tạm quên cái khó khăn của mình đi và ra ngoài kia giúp cho nhiều người, giúp cho họ có được cái niềm vui. Mình nói những cái lời mà hữu ích để cho họ nghe. Mình làm những cái việc lành cho mọi người. Những cái việc lành mà chúng ta không cần phải dùng đến tiền vẫn làm được. Thuận lấy ví dụ như ngày hôm qua thì cô Thúy với lại em của cô Thúy là đi vào cái khu nhà vệ sinh của cái công viên văn hóa Gò Vấp để trà cái nhà vệ sinh đó, rửa cái nền của nhà vệ sinh đó, trà cái bồn cầu của nhà vệ sinh đó. Thế cái việc mà mình đi đến đó mình trà cái nhà vệ sinh và mình rửa cái bồn cầu á, với trà cái nền ấy, thì có tốn tiền không ạ? À, nó không có tốn tiền, nó chỉ có tốn công thôi. Và mình phải hạ cái tôi của mình xuống để mình làm cái việc đó. Đó chính là làm phước đấy ạ. Nhưng mà cái làm phước của cái việc mà mình làm cái chuyện đó ấy, nó còn quan trọng hơn ở chỗ là gì ạ? Thuận có nghe được một bài pháp nói rằng là
Trong quá khứ, trong vô lượng kiếp thì bạn đã gieo ra biết bao nhiêu cái nghiệp dữ rồi. Và đã gieo ra cái nhân giống, cái hạt giống dữ, thì cái quả là quả dữ chắc chắn mình sẽ phải nhận. Vậy bây giờ làm thế nào để mình giảm đi cái quả dữ đây? Và mình làm thế nào để mình làm cho cái quả dữ đó nó không có xuất hiện, hoặc là nó tạm thời nó giảm đi và nó ít xuất hiện hơn đây? Thì cái câu trả lời là hãy năng làm những điều lành cho người khác. Và đặc biệt là cái việc mà những cái điều dơ bẩn mà người khác không dám làm, những cái điều hữu ích cho người khác, hữu ích cho cộng đồng mà dơ bẩn mà người khác không dám làm, thì mình làm đi, thì mình sẽ giải được những cái nghiệp đó nhanh hơn. Ví dụ như là mình đi dọn cái nhà vệ sinh công cộng, ví dụ đi mình nhặt rác ở ngoài đường. Bây giờ đi ra ngoài đường, nếu mà mình thấy những cái rác, đúng không ạ, thường là chúng ta sẽ phớt lờ đi, đúng không ạ? Nhưng mà không, nếu mà mình chịu nhặt rác ở ngoài đường, mình bỏ vào trong cái thùng rác, là mình đang tạo phước. Mình đang chuyển những cái nghiệp dữ thành những cái nghiệp lành. Và ngày hôm qua cô Thúy cô đã đi làm cái việc đó. Và những cái việc như vậy thì Thuận cũng có cái trải nghiệm. Bởi vì Thuận là người hành thiền cho nên Thuận có những cái sự thay đổi trong mình ấy, trong tâm mình ấy, mình có thể quan sát được. Vào năm 2019, thì khi mà Thuận, trước đó là Thuận không bao giờ Thuận trả cái nhà vệ sinh đâu. Bởi vì Thuận ghê lắm. Mình trả cái nhà vệ sinh thì mình ghê dữ trời lắm, mình cảm giác nó bẩn á. Mà lúc nào mình vào cái nhà vệ sinh mình trả là mình chỉ sợ là mình cầm cái cây trà ấy, mà mình trà như vậy mà nó bắn vào cái miệng mình thôi là mình ghê, mình chịu không nổi. Chỉ cần đi vào cái nhà vệ sinh thôi mà nghĩ đến cái chuyện trà thôi mà mình đã thấy ghê rồi. Và mình chỉ sợ nó bắn vào cái miệng của mình thôi. Thế nhưng mà cái lần đó Thuận quyết định là Thuận sẽ trà cái nhà vệ sinh của nhà Thuận. Sau đó Thuận mới đi thiền. Thì hôm đó khi mà Thuận trà cái nhà vệ sinh của nhà Thuận xong, Thuận đi thiền thì cái lần đó thiền khác liền luôn. Nó có những cái sự tiến bộ trong thiền mà bình thường mình những cái lần khác nó không có được. Rồi sau đó cái lần thứ hai thì Thuận đã quyết định là thay vì cái khu nhà vệ sinh ở trên cái trường thiền ấy là do những cái anh chị, những cái người mà họ đi họ phụng sự, họ đi phục vụ á, họ trà, nhưng không, lần đó Thuận lên Thuận thấy nó chưa được sạch cho lắm, Thuận đi Thuận trà lại các cái nhà vệ sinh đó. Cái lần đó ngồi thiền khác hoàn toàn luôn. Tức là trong quá khứ là mình có những cái gọi là trong cái bài hướng dẫn thiền ấy, thì trong cái bài pháp thì thầy cũng giải thích cái sự tiến bộ là như thế nào và nó thể hiện như thế nào ở trong cái hành trình mà mình thiền. Khi mà mình thiền thì mình sẽ gặp cái gì, đi đến cái giai đoạn nào mình gặp cái gì, thì mình vẫn không thể nào mình thấy được cái thứ mà mình gặp đấy. Tức là mình chưa tới được cái level đó. Nhưng mà cái đợt đó đi trà cái nhà vệ sinh xong vào thiền khác liền. Quan sát được trong tâm mình mà mình thấy được cái sự khác biệt nha. Và từ đó thì Thuận cũng năng trà nhà vệ sinh hơn. Ôi, từ đó mình năng trà cái nhà vệ sinh hơn. Vậy thôi. Và mình không còn ghê nữa. Vậy thì khi mà trà nhà vệ sinh mình ghê ấy, thì vì sau này có một cái cô ấy thiền lâu năm rồi, cô mới chỉ Thuận như này. Cô nói ấy là các con ạ, các cháu ạ, các em ạ, khi mà các em làm những cái việc mà nó dơ bẩn ở ngoài cộng đồng ấy, thì thường các em sẽ nổi sân lên. Hoặc các em sẽ thấy ghê. Nhưng mà thay vì như vậy thì các em lúc các em làm ấy, thì các em nguyện như thế này này. Là tôi nguyện làm những cái điều này. Ví dụ như là trà vệ sinh thì tôi nguyện trà cái nhà vệ sinh này cho sạch sẽ. Để cho những ai sử dụng họ có được cái niềm vui. Họ bớt đi cái sự sân hận. Để họ có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn, hòa hợp hơn. Và họ mau chóng có được thêm phước để họ gặp được chánh pháp và thực hành chánh pháp, tiến tới có được cái cuộc sống bình an, hạnh phúc, đủ đầy. Thì mình cứ nghĩ mình nguyện như thế đi. Thì khi mình nguyện như vậy ý, thì cái tâm của mình nó không có còn ghê bẩn nữa. Nó không có còn sân nữa. Và như vậy thì mình làm những cái việc lành, việc phước rất là dễ dàng. Ngay cả những chỗ dơ bẩn,
mà ta không có ghê. Mà Thuận cũng đã may mắn Thuận luyện được cái chuyện đó rồi, cho nên Thuận có thể là Thuận đi đến các cái đi lên trường thiền ấy, là Thuận sẵn sàng là vào trà cái nhà vệ sinh mà Thuận không ghê nữa. Đây là cái điều thứ nhất là về gọi là phước đức nha, đó gọi là phước đức. Tức là gì, nói tóm lại này, làm việc lành cho người khác, làm việc lành ở bên ngoài cái thân của mình này, đây là cái thân của mình nhá, làm việc lành bên ngoài cái thân của mình thì gọi là mình đang thì làm phước, gọi là tạo ra phước cho chính mình, gọi là phước đức, được chưa ạ? Và phước đức này thì nó đổi đến, nó đổi lại thành những cái quả trong cái cuộc sống của người ta. Cái quả đó là cái quả vật chất, cái quả sự vui vẻ, cái quả đó là cái sự là những cái vật chất, như những cái gì chúng ta cầm nắm chúng ta thấy được, và nó là giúp cho người ta giảm đi những cái sự khó khăn bằng cách là gì ạ? Nó đẩy sang những cái hạt giống, nó đẩy sang những cái quả dữ, và nó thu hút những cái nhân, những cái quả lành đấy, nó đẩy xa những quả dữ và nó thu hút những cái quả quả lành, và nó thu hút những con người tuyệt vời đến với mình, nó thu hút những cái người mà họ có trí tuệ đến bên mình, nó thu hút những cái con người mà họ có cái tấm lòng bao dung, có cái tấm lòng vị tha đến với mình, nó thu hút những cái ân nhân đến với cuộc đời của mình, đó là phước đức. Cái thứ hai gọi là công đức. Công đức nha, công đức ấy thì ta cần phải làm việc thiện, làm việc thiện ở trên thân của ta, ở trong tâm của ta thì nó tạo ra công đức. Tức là gì ạ? Làm thế nào để làm được điều này? Thì cái này phải do tu tập mà có, cái này phải do thiền tập mà có, do thiền tập mà có. Đó là phải quan sát thân tâm, quan sát thân tâm thông qua thiền tập thì cần phải giữ cho tâm mình không có nghĩ những điều bất thiện và chỉ tập trung vào những cái điều lành thôi, phải giữ cho cái miệng mình không nói những lời bất thiện mà chỉ nói những lời lành thôi, và quan sát cái cảm giác ở trên thân để mình không phản ứng lại các cái cảm giác ở trên thân ở cái tầng sâu như thế đó. Tại vì bình thường chúng ta ngứa thì chúng ta khó thấy, chúng ta thấy không ạ? Cái đó là ta phản ứng lại cái ngứa. Nhưng với những người thiền lâu năm rồi thì ngứa không có gãi. Ngứa không có gãi. Tức là người ta kiểm soát được tâm của họ, người ta làm chủ được tâm của họ ở tầng vô thức luôn. Tại vì cái gãi này là bại gãi vô thức, cho nên mình cũng không biết là mình gãi luôn. Nhưng mà người ta làm chủ được tâm của họ ở tầng vô thức thì lúc này là ta đang tạo ra công đức. Và khi chúng ta tạo ra công đức thì cái công đức này nó kỳ diệu như này nè, có thể hồi hướng công đức cho người khác. Ta có thể hồi hướng công đức cho cha mẹ mình, cho anh chị em của mình, cho những người xung quanh, và giúp cho cuộc đời của họ chuyển hóa. Ví dụ như anh Thềm có thể đi thực hành thiền và duy trì làm những điều lành và tránh xa những điều dữ ở trong cuộc sống của mình, và thực hành thiền để mà tạo ra công đức cho chính mình, sau đó thì hồi hướng cái công đức đó cho con của anh, và nguyện nguyện cho con của anh, tôi nguyện đem cái công đức mà tôi có được thông qua tu tập là cho con của tôi tên gì đó, để con của tôi là có được cái sức khỏe, có được cái sự bình an và sớm gặp được chánh pháp. Chánh pháp, chánh là đúng, pháp là lời dạy, pháp là phương pháp đúng để tới được cái để mà tu tập, để mà thực hành trong đời sống hàng ngày, để có được cái sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc đủ đầy, thì đó gọi là hồi hướng công đức. Mình có thể hồi hướng cái công đức này cho cha mẹ mình trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Cái điều hồi hướng công đức này Thuận đã làm trong khoảng gần 5 năm nay. Thuận hồi hướng công đức để cho vợ, Thuận nguyện là cho con Thuận, cho vợ Thuận, cho bố mẹ và các anh chị em của Thuận là sớm nhận
sớm gặp được chánh pháp để mà thực hành chánh pháp, tức là thực hành thiền vipassana đấy, và nghe những lời giảng về luật tự nhiên để có được cái cuộc sống bình an hơn, hạnh phúc chân thật và giàu có đủ đời. Thuận nguyện như vậy mà mọi người biết điều gì không ạ? Hiện tại bây giờ con của Thuận tối nó ngồi thiền cùng với cha mẹ. Con của Thuận tập rút kinh nghiệm là ngày xưa Thuận thiền một tiếng Thuận cho con mình ngồi theo nhưng nó mệt, nó không ngồi được. Nhưng bây giờ nó tự ngồi 3 phút mỗi buổi tối. Nó tự ngồi 3 phút, nó ngồi thiền với Thuận, có ngày nó ngồi thiền 5-7 phút, có ngày nó ngồi thiền 2 phút, ngồi thiền 3 phút. Con của Thuận thiền. Vợ của Thuận thiền với Thuận hàng ngày. Tự nhiên bây giờ không ép cô ấy, không bắt cô nữa thì cô ấy bảo là thôi vậy em sẽ thiền cùng anh. Là mỗi ngày 2 lần hai vợ chồng ngồi thiền cùng nhau. Thực ra thì cô ấy có ngồi thiền hay không thì Thuận cũng không buồn. Tại vì Thuận đã quyết định rồi. Thuận vui hay buồn nó không phụ thuộc vào người khác nữa. Cái hạnh phúc của Thuận nó đến từ chính Thuận. Bằng cái việc mà Thuận tu tập, Thuận làm những việc lành, tránh xa những việc dữ. Rèn luyện những phẩm hạnh tốt và thực hành nó trong đời sống hàng ngày. Đó là cái hạnh phúc của Thuận. Cho nên dù ai như thế nào đi chăng nữa ở bên ngoài thì tôi vẫn cứ thực hành những phẩm hạnh tốt để tôi rèn luyện những phẩm hạnh tốt và tôi thực hành nó trong đời sống hàng ngày. Thế là tôi vui và thế là tôi hạnh phúc. Cho nên nó không phụ thuộc vào người khác nữa. Vậy thì cô Thúy cô có thiền hay không? Nó không quan trọng đối với cá nhân Thuận. Đối với sự hạnh phúc của Thuận, nó không phụ thuộc. Thế cô hỏi chứ, gần đây thì cũng có ngày cô mệt, thì buổi tối cô buồn ngủ quá. À, buổi sáng cô cũng mệt thì cô bảo là anh ơi thôi cho em thiền nằm đi. Lại nói chuyện cô Thúy. Anh bảo cô bảo là anh ơi em thấy người ta nói có thiền nằm ấy, cho em thiền nằm đi. Thế Thuận bảo chứ ok thế em thấy nó phù hợp thì em thiền. Thì cô thiền nằm. Cô thiền nằm xong bắt đầu là mình thì mình ngồi thiền, còn cô thiền nằm. Thì thiền nằm thì chả biết thiền được hay không thì không biết. Nhưng mà thiền nằm thì khả năng cao là nó sẽ rơi vào giấc ngủ đấy. Thế sau cái giờ thiền ấy thì buổi trưa cô mới hỏi là anh sáng em thiền nằm như vậy ấy, thì anh nghĩ anh có buồn không? Thuận bảo chứ không. Cái niềm vui của anh thì là nó đâu có phụ thuộc là em làm cái gì đâu. Cho nên là anh đâu có buồn. Thì em cảm thấy nó phù hợp thì em cứ làm thôi. Sự thật là như thế. Bởi vì mình hiểu ra rằng là hạnh phúc của mình là do mình quyết định mà. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý rằng là hạnh phúc của mình do mình quyết định? Có ai mà nghĩ rằng là hạnh phúc của mình do mình quyết định không ạ? Hay là hạnh phúc của mình do vợ mình quyết định? Hay hạnh phúc của mình do con mình quyết định? Cho đến khi nào mà ta còn nói rằng hạnh phúc của mình do vợ mình quyết định, do con mình quyết định, do tiền quyết định, do nhà lầu quyết định, do xe mới quyết định thì thôi thì khổ. Cái khổ đó nó đem đến chúng ta đến hết cuộc đời này. Thuận đúng với anh chị hạnh phúc được đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tất cả những thứ ở bên ngoài thân chúng ta và kể cả thân của chúng ta nó cũng là cái thứ vô thường. Vô thường có nghĩa là sao ạ? Vô thường là nó có thể lên hoặc xuống bất cứ lúc nào mà mình không hề biết trước. Nếu cái thân này nó đến một ngày nó rời bỏ chúng ta, nó đi trở về với các bụi thì ta có đoán trước được cái ngày đó không ạ? Trong số các anh chị biết trước là cái ngày mà cái thân của mình nó bỏ mình đi và nó trở về với các bụi thì bình luận vào để Thuận đến đó Thuận xin làm sư phụ để Thuận học ạ. Làm sao mình biết được thân của mình nó kết thúc lúc nào đúng không ạ? Làm sao mình biết được cái thân này nó bỏ mình đi lúc nào đúng không ạ? Cái tâm thì còn đó nha. Cái tâm này thì nó cứ liên tục tâm sinh khởi liên tục. Nhưng cái tâm của ta, tức là cái linh ấy, cái phần linh sống ấy của ta ấy, thì nó còn đó và nó cứ truyền hết kiếp này sang kiếp khác. Đó là cái phần linh sống, gọi là cái tâm. Nhưng bản thân cái tâm nó cũng thay đổi. Cái tâm nó cũng sinh ra để rồi diệt đi. Nhưng mà cái phần linh ấy, linh của cái phần mà gọi là cái phần mà sự sống ấy, cái phần mà gọi là cái năng lượng sống ấy, thì nó còn đó. Còn đó. Nhưng mà mình đâu có biết lúc nào là mình lúc nào cái thân này nó bỏ mình đi đâu. Cho nên kể cả cái nếu như mình hạnh phúc vì cái thân của mình ấy thì cũng thua luôn. Nếu mình nghĩ rằng mình phải có đủ hai tay mình mới hạnh phúc thì mấy người ở ngoài kia có những người họ không có tay họ hạnh phúc bằng cách nào? Không lẽ họ mất đi cái cơ hội hạnh phúc à? Không. Không. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào cái thân của mình luôn. Hạnh phúc là mình thực hành những phẩm hạnh lành để mình có thật nhiều những phẩm hạnh lành và mình thực hành nó ở trong đời sống của mình thì đó gọi là để mà tạo ra phước báu cho mình thì đó gọi là hạnh phúc. Cho nên nó không phụ thuộc vào cái gì ở bên ngoài hết mà nó không phụ thuộc vào cái thân vật chất này. Đấy. Thành ra là mọi người nhớ Thuận là có hai thứ gọi là gì?
phước đức và công đức. Phước đức thì là làm việc lành ở bên bên ngoài cái thân này, còn công đức là làm việc lành ở bên trong cái thân này. Một người có nhiều công đức thì người đó cũng sẽ có nhiều phước đức. Lưu ý nha, một người có nhiều công đức thì người đó có nhiều phước đức. Phước đức chỉ giúp cho ông ta sướng hơn, vui vẻ hơn, đầy đủ đủ đầy hơn ở trong cái đời sống này, trong cái đời sống vật chất. Nhưng mà ta vẫn gì, vẫn tiếp tục ở trong vòng luân hồi sinh tử, tức là ta vẫn tiếp tục phải chịu khổ, cái khổ khổ về sinh, khổ về về già, khổ về bệnh và khổ về chết. Có bốn sự thật, có bốn cái khổ là ai cũng gì ạ, ai cũng phải lớn lên, tức là già đi đấy ạ, và sinh ra là khổ. Bởi vì sinh ra cho nên chúng ta mới có lớn, có già đi và có bệnh, và sau đó thì có chết. Cho nên có bốn cái khổ này. Thì nếu như mà chỉ tạo phước đức thôi mà không tạo công đức thì cứ mãi trong cái vòng sinh lão bệnh tử đó, hết đời này đến đời khác khổ nó đeo theo. Nhưng nếu mà chúng ta bắt đầu thực hành tu tập để chúng ta tạo ra công đức cho mình là ta đang bắt đầu bước trên cái con đường lớn, mà ở đó từ hàng nhiều triệu triệu năm trước những cái bậc giác ngộ đã đi qua, họ đã bước đi trên cái con đường lớn đó và họ đã đạt được cái sự gọi là bình an nội tâm đến cái mức mà tâm của họ không còn vui, không còn buồn nữa, lúc nào cũng có cái sự an lạc. Và cái khoảng khắc đó được gọi là giác ngộ, và họ đã thoát đi khỏi cái sự thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, và họ đã trở thành những cái người mà những cái bậc gọi là bậc giác ngộ. Họ không còn phải sinh ra nữa, họ không còn phải chết đi nữa, mà họ vẫn đang còn đó ở trong tâm, cái tâm trạng thái tâm nó vẫn đang còn đó, là cái sự hỷ lạc, cái sự an lạc đó. Và nếu như ta bắt đầu tạo ra công đức cho chính mình thì ta cũng đang bắt đầu tạo ra những cái điều đó, và mình cũng có cơ hội để được giải thoát, để được đạt được cái trạng thái là an lạc đó ở trong tâm của mình. Và thực tế là khi mình bắt đầu thực hành thiền là mình bắt đầu có cái trạng thái đó rồi, chứ không cần phải chờ đến lúc chết đi đâu. Cho nên Thuận thấy là đi thiền nó tuyệt vời lắm. Thì đăng ký thiền ở đâu? Thì vừa xong có người hỏi đăng ký thiền ở đâu, thì đăng ký thiền thì tham khảo ở đây giúp Thuận nha. Đấy, có hai cái trang ở trong phần chat ấy, đó là gì? Là thevn.dhamma.org hoặc là usenlit.org, là hai cái khóa, hai cái thiền này là hai cái thiền mà Thuận vừa nói nhá. Thiền Vipassana ấy, học ở trên hai cái trang này thôi. Đăng ký trên hai trang này, bởi vì sao ạ? Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí từ được hướng dẫn, miễn phí cái chỗ ăn, miễn phí cái chỗ ở. Ta không cần phải đem mất cái gì cả, ta chỉ cần đem cái thân của ta đi thôi, mới đem đi mấy bộ quần áo để mặc, để thay, và đem theo dầu gội đầu và sữa tắm nếu cần, thế thôi. Đem theo xà bông cũng được, mang lên đó xà bông có sẵn, nhưng mà mang đi để mà gọi là mình góp thêm vào để cho những người khác họ sử dụng, vậy thôi, còn lại miễn phí hoàn toàn. Đấy, đăng ký để học ha. Và như Thuận đã từng nói ấy, là nếu như mà hỏi Thuận là cái chương trình đào tạo nào mà Thuận đã theo học mà nó tốt nhất và Thuận khuyên mọi người nên tham gia, thì câu trả lời là thiền Vipassana. Thiền Vipassana là cái chương trình giá trị nhất của cuộc đời Thuận mà Thuận đã học. Đúng rồi, đến tận nơi học chứ không thể học qua online đâu. Đừng có học thiền, đừng có học lung tung, bởi vì nó rất nguy hiểm. Bởi vì khi thiền Vipassana ấy, thiền hơi thở thôi thì học chỗ nào cũng được nha. Thiền quan sát hơi thở thì học chỗ nào cũng được. Nhưng thiền Vipassana phải được học đúng ở trung tâm thiền. Đừng học lung tung. Phải học từ cái đúng trung tâm thiền, nó có môi trường để mình học, sau đó mình về nhà mình thực hành ở nhà mình. Bởi vì cái thiền này nó nguy hiểm lắm. Trong cái quá trình thiền này là mình đào sâu vào trong nội tâm của mình, ở trong nội tâm của mình ấy, mình đào sâu vào để mà mình quan sát ở trong tâm sâu thẳm, và nó sẽ bắt đầu
những cái nghiệp trong quá khứ được gọi là cái sankhara, nó sẽ nổi lên, nó sẽ hiện lên. Khi nó hiện lên như vậy, nếu như không có cái người thầy, cái người đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho các anh chị cái cách xử lý, là các anh chị sẽ bị rơi vào cái trạng thái người ta gọi là gì các bạn, anh chị biết không ạ? Ngày xưa mà mấy cái người mà đi học võ mà học ông thầy này một tí, ông thầy kia một tí ấy, thì bị làm sao? Có ai biết bình luận vào trong vào chat thế nào? Bị làm sao ạ? Cái người mà đi học, à đúng rồi, tẩu hỏa nhập ma đấy nha. Nếu như mà học thiền Vipassana mà không học đúng nơi ấy, mà đi học lung tung ấy, cứ đi xem trên internet để học theo ấy, là rơi vào cái con đường gọi là con đường đường khổ nha. Nó có thể bị tẩu hỏa nhập ma liền. Tức là mình rơi vào cái tưởng ấy, có một cái người doanh nhân Việt Nam rất là thành công, họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà bây giờ họ đang nói rằng họ có khả năng kêu mưa gọi gió. Người này đang rơi vào cái tình trạng mà gọi là thiền mà không đúng cách. Cho nên họ đang bị rơi vào cái tình trạng đó. Mặc dù họ vẫn có cái trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ của họ vẫn đang bị dừng lại ở chỗ là họ đang thiền không đúng cách. Cho nên là thiền ấy thì đừng có học lung tung nha. Cái thiền hơi thở ấy thì ai hướng dẫn mình học theo cũng được. Nhưng mà cái thiền Vipassana là đừng có học lung tung nha. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Và thầy dạy thuận, thầy nói là ấy, là các bạn sẽ không được dạy cho người khác cho đến khi các bạn được công nhận trở thành một người dạy thiền Vipassana. Thì bạn mới được dạy cho người khác. Tại vì nếu như bạn dạy cho người khác, bạn dễ dàng làm cho họ bị rơi vào cái trạng thái gọi là không kiểm soát, hỗn loạn. Cho nên Thuận mặc dù thiền 6, 7 năm nay, 8 năm nay, nhưng mà Thuận không dám dạy cho ai, chỉ riêng bố của Thuận. Vì sao ạ? Vì bố của Thuận không có chịu đi đến trung tâm thiền. Bởi vì ông rất là tin vào công giáo, ông rất là tin vào Chúa. Mà bây giờ đi đến trung tâm thiền mà nói đến Phật, thì ông cứ nghĩ rằng là mình phải đi thờ thêm một người khác nữa, theo một cái người khác nữa, thì ông không tin. Lúc nào trong câu cửa miệng ông nói là tao không bao giờ thờ hai chủ. Trời ơi là trời, không thờ hai chủ. Thì thôi bố không thờ hai chủ, kệ bố thôi. Bây giờ bố thiền đi, con hướng dẫn cho bố thiền. Mọi người biết không, 30 ngày, gần 30 ngày liên tiếp, ngày nào cũng thiền 2 lần mỗi ngày. Mà thiền là ngồi 1 giờ đồng hồ nhá, chứ không phải là không đâu. Đấy. Mà cái năm 2018-19 ấy, là Thuận đã hướng dẫn cho bố Thuận thiền hơi thở, mà về bố Thuận áp dụng mà bố Thuận không nói cho mình Thuận biết. Cái mãi đợt vừa rồi bố mới kể lại là, thì hồi đó con hướng dẫn thì bố cũng về bố thực hành, nhưng mà không có phải là ngồi thiền liên tục, mà lúc nào mà có cái chuyện gì đó thì bắt đầu là khi nào có cái sự hỗn loạn trong tâm, hoặc khi nào mà rảnh rảnh ấy thì bắt đầu mới thực hành thôi. Nhưng mà cái đợt vừa rồi ấy là thực hành liên tục một ngày 2 lần, mỗi ngày mỗi lần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì lâu lâu lại cần hỏi là bố thiền bố gặp cái này, bố thiền bố thấy cái này, bố thiền bố thấy cái kia, thì như vậy nó đã đúng chưa? Ồ, mọi người thấy tuyệt vời không? Thuận vui lắm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã nguyện cái điều đó mà. Mình nguyện mình hồi hướng cái công đức để cho bố mình gặp được thiền Vipassana mà. Thế là cuối cùng bố đã học được rồi. Mình cũng may mắn đã hướng dẫn cho bố mình học. Rồi anh Thèm có thể theo dõi và các anh chị có thể theo dõi đăng ký ở 2 cái trang của Thuận vừa gửi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp cái phương pháp đó là gì ạ? Phương pháp của ngày hôm nay đó là... Phương pháp của ngày hôm nay là... Kết quả tuyệt diệu. Thì chúng ta vẫn, tức là trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn làm việc và chúng ta luôn luôn mong muốn có những cái kết quả đến với mình, nó là những kết quả tuyệt diệu, đúng không ạ? Nhưng mà trong quá khứ ấy, và kể cả trong hiện tại, nhiều khi chúng ta đang thì dùng cái từ là mong muốn, và chúng ta cũng đang có cái cảm giác mong muốn, thì đó nó chưa phải là cái cách làm đúng. Và trong cái bài học ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các anh chị biết cách là làm sao để thu hút cái kết quả tuyệt diệu đến với mình mà không phải là mong muốn nhá. Bởi vì mong muốn là đang thể hiện mình chưa có. Khi mà mình thể hiện là mình chưa có cái gì nhỉ? Không, cái gì nhỉ? Báo thức đi. Khi mà mình thể hiện là mình chưa có, tức là mình sao? Mình đang thu hút những điều, thu hút cái sự thiếu thốn đối với mình đến với mình. Cho nên nếu mà mình mong muốn thì có nghĩa là mình đang thu hút cái sự may rủi, mình đang thì thu hút cái sự thiếu thốn đến với mình, và từ đó mình sẽ không có được cái kết quả tốt. Đấy, lưu ý nha. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái cách mà để chúng ta thu hút những điều tốt đẹp đến với mình, những kết quả tuyệt diệu. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa ạ?
Ai sẵn sàng rồi thì bình luận SF Giúp Thuận ạ. Bình luận sẵn sàng Giúp Thuận. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, sẵn sàng tập trung ha. Chúng ta sẽ ôn lại về cái công thức nhiệm màu đó là gì ạ? Là chúng ta hãy biến cái công thức nhiệm màu này, biến cái lòng biết ơn trở thành cái phong cách sống của chúng ta, trở thành cái văn hóa trong gia đình của chúng ta và trở thành văn hóa trong doanh nghiệp của chúng ta. Hãy suy nghĩ và nói ra từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Càng nhiều càng tốt. Giống như là cái bài mà bước chân nhiệm màu ấy, là chúng ta đã nỗ lực làm sao đó để chúng ta mỗi ngày chúng ta nói ra 100 lần cảm ơn. Thuận may mắn là khi Thuận dùng cái hòn đá nhiệm màu này, Thuận mang theo bên mình, tại vì cái công việc của Thuận nó cũng phù hợp trong cái việc mà mình gọi là mình thoải mái trong cái thời gian ấy. Thành ra mình cứ thường xuyên cầm cái hòn đá nhiệm màu này, và khi mà mình cầm hòn đá nhiệm màu này thì mình lại nhớ đến là mình cần phải biết ơn. Đấy, và mình đang luyện mình vào trong nhà vệ sinh mình biết ơn cái bồn cầu, mình vào trong nhà vệ sinh mình biết ơn cái vòi nước, mình vào trong nhà vệ sinh mình biết ơn dòng nước, mình đi đánh răng mình biết ơn cái, mình nói lời cảm ơn với lại cái bàn chải đánh răng và cái kem đánh răng. Đấy, mình ăn thì mình cảm ơn thức ăn và cảm ơn những chúng sinh đã tạo ra thức ăn để cho mình ăn. Mình ăn, mình cảm ơn cái người mà trồng cấy, cảm ơn cái người thu hoạch, cảm ơn cái người chế biến, cảm ơn cái người nấu, cảm ơn cái người làm thương mại, cảm ơn cái người vận chuyển. Đó. Bạn càng suy nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với ý thức thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn. Bạn càng suy nghĩ và cảm nhận lòng biết ơn một cách có ý thức thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy. Lưu ý Giúp Thuận là có ý thức tức là ta phải chủ động và ta phải tập trung vào cái việc mà nói cái thể hiện cái lòng biết ơn đó. Đấy. Kết quả tuyệt diệu. Bạn cầu nguyện trước khi ăn tốt thôi, nhưng tôi cầu nguyện trước vào mỗi buổi hòa nhạc hay opera, trước các vở kịch và buổi diễn, và cầu nguyện trước khi đọc sách, cầu nguyện trước khi vận động, vẽ, bơi lội, đấu kiếm, đấm bốc, đi bộ, chơi thể thao, nhảy nhót, và cầu nguyện trước khi chấm chiếc bút vào lọ mực. Đây là một nhà văn, một doanh nhân, và ông ấy đã nói rằng ấy là ông không chỉ cầu nguyện trước khi ăn mà ông còn cầu nguyện trong trước mọi cái hoạt động thường ngày của ông ấy. Đấy. Và chúng ta ai cũng muốn nhận được cái kết quả tốt đẹp trong mọi việc bằng cách cầu nguyện cùng với lời cảm ơn trước khi thực hiện việc đó. Nhiều người trên thế giới và trong lịch sử nhân loại đã sử dụng phép màu của lòng biết ơn để có kết quả như ý. Thì Đức Phật cũng như là Chúa Giê-xu hay là nhà khoa học Einstein mà chúng ta đã tìm hiểu vào những ngày trước, thì họ kể cả là những cái một số cái doanh nhân khác, thì họ thường là gì ạ? Là cảm ơn, thường là cảm ơn trước khi họ làm một cái điều gì đó. Thì ở đây chính là họ cảm ơn cái kết quả, họ cảm ơn cái kết quả tuyệt diệu đấy, trước khi họ làm một cái điều gì đó. Để có kết quả tuyệt diệu, sẽ có những lúc bạn nghĩ rằng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi hy vọng chuyện này sẽ ổn, hoặc là mình sẽ cần nhiều may mắn đây. Tức là chúng ta đang thể hiện rằng chúng ta mong muốn cái kết quả tốt đẹp đến với mình. Thì nhưng mà cuộc sống thì không diễn ra một cách ngẫu nhiên hay phụ thuộc vào may mắn, và quy luật của vũ trụ vận hành một cách tự động và tuyệt đối chính xác. Bạn có thể tin tưởng vào cái quy luật này. Và quy luật của vũ trụ là gì ạ? Là chính là luật hấp dẫn. Đấy. Người phi công thì không có hy vọng rằng các cái quy luật vật lý sẽ vận hành tốt trong suốt chuyến bay, bởi vì anh ta biết rằng quy luật sẽ luôn luôn chính xác. Mỗi sáng thức dậy, bạn đâu có hy vọng rằng trọng lực vẫn tồn tại để giữ bạn trên mặt đất, bởi vì bạn biết rằng quy luật trọng lực sẽ không bao giờ có sai sót. Và nếu muốn có được kết quả tuyệt diệu trong mọi việc mình làm, thì bạn phải sử dụng quy luật chi phối các kết quả ấy. Đó chính là quy luật hấp dẫn. Mình phải sử dụng cái quy luật hấp dẫn ở trong cuộc sống của mình bằng cách là nghĩ về những điều tốt đẹp như thể nó đã đến với mình rồi. Có nghĩa là bạn phải sử dụng suy nghĩ và cảm xúc để thu hút kết quả tuyệt diệu đến với mình. Việc biết ơn kết quả tuyệt diệu
chính là một trong những cách thức thực hiện dễ nhất. Biết ơn kết quả tuyệt diệu. Thế nhưng mà thực tế là gì ạ? Thực tế là nhiều khi chúng ta làm một điều gì đó, ta không biết thực sự là cái thứ mình muốn cho cái việc mà mình làm đó là gì. Có phải không ạ? Ta làm nhưng ta không biết được cái kết quả thực sự chúng ta mong muốn là gì ạ. Cho nên chúng ta không thể nào mà tưởng hình dung ra được cái kết quả tuyệt diệu. Vậy nên để mà chúng ta có thể thu hút được những cái điều tuyệt diệu đến với mình thì ta cần phải thật rõ ràng trong tâm trí của chúng ta về cái điều mà chúng ta mong muốn. Ta phải thật sự rõ ràng trong tâm trí của chúng ta về cái điều mà ta đang mong muốn. Để từ đó, trước khi làm bất cứ điều gì đó thì chúng ta hãy biết ơn về cái kết quả mà chúng ta mong muốn đó. Cái kết quả mà chúng ta muốn đó. Đấy, thì cái đó gọi là gì ạ? Là chúng ta cần phải dùng suy nghĩ và cảm xúc để mà thu hút cái kết quả tuyệt diệu đến với mình. Như vậy chúng ta cần phải rõ ràng về cái điều mà mình muốn trong tâm trí. Phương pháp kết quả tuyệt diệu có nghĩa là bạn biết ơn trước khi bạn làm điều gì đó. Bạn có thể biết ơn vì kết quả tuyệt diệu sau buổi họp, buổi phỏng vấn hoặc một kỳ thi, kết quả tuyệt diệu sau một trận đấu, một cuộc điện thoại, gặp bạn hay ra mắt mẹ chồng. Bạn có thể biết ơn kết quả tuyệt diệu của những bài tập thể dục hàng ngày, của lần thăm khám bác sĩ thú y, những lần kiểm tra sức khỏe hay nha khoa định kỳ. Bạn có thể biết ơn kết quả tuyệt diệu khi một người thợ điện, thợ nước hay nhân viên bán hàng đến nhà bạn. Kết quả tuyệt diệu khi họp mặt gia đình với con cái về hành vi của chúng hoặc những lần tâm sự với bạn đời. Bạn có thể biết ơn kết quả tuyệt diệu khi mua thứ gì đó, chẳng hạn như quà sinh nhật, nhẫn đính hôn, váy cưới, hoặc kết quả tuyệt diệu có được từ chiếc điện thoại mới, thảm trải sàn, ga giường mới hay việc đổi mới cơ cấu công ty. Bạn có thể biết ơn kết quả kỳ diệu của việc đặt chỗ tại nhà hàng hoặc một vị trí ngồi thuận lợi trong một buổi hòa nhạc. Kết quả tuyệt diệu cho những lá thư và email gửi đến bạn hàng ngày hay khoản tiền hoàn thuế trong năm nay. Bạn cần tin tưởng vào sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn mới có thể tạo ra kết quả tuyệt diệu. Bạn có thể vẫy ngón tay của mình trong không khí, tưởng tượng rằng mình đang rắc bụi phép màu phủ lên toàn bộ sự việc mà bạn mong muốn đạt được kết quả tốt, và nói về cái trải nghiệm của Thuận ở trong cái việc mà gọi là tưởng tượng trước cái kết quả. Hay là thời điểm đó thì Thuận chưa có khái niệm biết ơn kết quả đâu. Thì vào năm 2016, khi mà Thuận đăng ký thi bằng lái xe 4 bánh, Thuận trước đó thì vào năm 2015-14 thì Thuận có học lái máy cày ở trên Đắk Nông, và Thuận cũng đã lái máy cày 3-4 lần gì đó. Cái xe máy cày ở trên Đắk Nông mới là cái xe mà ở ngoài Bắc mình gọi là cái xe công nông ấy. Đấy, thì Thuận đã học lái rồi. Và sau đó đến năm 2016 Thuận về Sài Gòn này thì Thuận đăng ký thi bằng lái xe 4 bánh. Thì Thuận đi học có 2 lần thôi. Học có 3 lần. Nhưng mà khi học 3 lần như vậy thì tại vì Thuận quên rồi, bên trung tâm nó không có báo. Thế nó cái lúc mà nó điện nó báo Thuận là anh ơi chuẩn bị thi thì còn có 1 tuần nữa thôi. Thì làm sao kịp? Thì mọi người biết Thuận học bằng cách nào không ạ? Thuận học lý thuyết thông qua là 1 ngày 1 đêm. Thuận học lý thuyết mà thuộc. Còn học thực hành như thế nào biết không ạ? Bằng cách là Thuận có đi học 3 buổi nha. 3 buổi đi học thực hành. Trong đó có 1 buổi là đi học trong cái gọi là đi xa hình ấy. Là đi thử ấy. Thi thử ấy. Thì sau đó thì không còn thời gian nữa thì Thuận về Thuận ngồi Thuận tưởng tượng. Thuận ngồi Thuận tưởng tượng. Thuận đi vào cái xe hơi như thế nào. Thuận cầm cái vô lăng như thế nào. Thuận mở khóa. Sau đó Thuận đề xe. Sau đó Thuận vào số. Thuận đạp ga đạp côn như thế nào. Và khi mà Thuận bắt đầu lái xe đi thì Thuận lái như thế nào, Thuận nhấn cái chân nào trước, cái chân nào sau. Và nó có những cái bài tập nha. Có cái bài tập là lên giữa cầu rồi sau đó thì phải thắng lại ở giữa cầu ấy, mà không cho xe mình bị lùi bị tụt xuống ấy. Đấy, thắng dừng lại ở giữa cầu xong lại đi tiếp ấy. Thì Thuận tưởng tượng là khi thắng lại ở giữa cầu thì mình phải làm gì, rồi sau đó thì mình phải đạp côn đạp ga như thế nào đó. Đấy,
Rồi nó có cái bài tập là bạn phải lùi xe vào trong cái chỗ gọi là cái chuồng của nó, cái chỗ chỗ để xe, thì mình tưởng tượng là mình lùi xe như thế nào và mình nhìn cái gương chiếu hậu như thế nào, mình đo lường cái khoảng cách nào để mình lùi xe. Mọi người biết không, một cái người anh của Thuận là đã lái xe hơi đi từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc mà đi thi bằng lái xe bị rớt. Còn Thuận thì đã biết đi xe ở ngoài đường đâu, ngoài đường chưa biết đi mà, bây giờ vẫn chưa biết đi xe hơi ngoài đường mà, làm gì dám đi. Cô Thúy bảo là anh ơi, hay là mua cái xe đi để mà anh đi xe cho quen. Thuận bảo không, Thuận không có thích lái xe đâu, bởi vì lái xe ở ngoài đường nó đông người lắm, đi nhanh lắm, Thuận sợ lắm. Thuận sợ ở chỗ là lỡ mình làm cái gì đó nó gây tổn hại người khác thì sao. Thành ra Thuận bảo thôi Thuận, anh không muốn tự đi xe đâu, thôi bây giờ mình đi đâu ấy thì mình cứ đi Grab cho sướng. Đi Grab thì mình ngồi đằng sau thôi, còn Grab nó chở mà, chả đi chả sướng hơn sao, mà đi Grab nó rẻ bèo hơn. Là mình đi là nó chỉ hết, là thực ra nếu mà tính chi phí một năm Thuận đi Grab cũng nhiều đấy, nhưng mà nó rẻ hơn rất nhiều so với việc mình mua một cái xe hơi đấy. Thế là Thuận không mua, mặc dù mình có đủ tiền mình mua xe hơi nhưng Thuận không mua. Thế Thuận mới nói cô Thúy là không, em ơi, đi Grab cho sướng chứ sao, mình tự nhiên mình hành khổ mình đi mình chi vậy đấy. Thế là nhưng mà Thuận đậu được bằng lái xe thi cái lần đó, bởi vì chỉ đơn giản là Thuận ngồi Thuận tưởng tượng về cái kết quả, tưởng tượng về cái hành trình đấy. Và đây nó chính là một cái cách mà những cái người mà họ luyện các cái vận động viên Olympic, họ luyện những cái vận động viên thể thao đi thi Olympic ấy, thì họ cho cái người vận động viên đó ngồi tưởng tượng về cái hành trình, tưởng tượng về kết quả mà họ thi đậu á. Họ tưởng tượng là họ đã bắn súng thì bắn đúng vào cái điểm số 10, họ tưởng tượng là họ họ phi cung phi tên ấy, thì phi đúng được cái khoảng cách, họ tưởng tượng là nhảy xa thì nhảy được cái bao nhiêu mét đấy để vượt được kỷ lục đó, gọi là và nghĩ và biết ơn về cái kết quả đó. Đó là rõ ràng trong cái mục tiêu, rõ ràng trong cái mong muốn của mình. Đây là cái trải nghiệm của Thuận. Và vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà xem cái cách thực hành như thế nào. Một thời điểm bạn có thể biết ơn kết quả đây, và một thời điểm khác mà bạn có thể một thời điểm khác có thể sử dụng phương pháp kết quả tuyệt diệu là khi có điều không ngờ xảy ra trong ngày. Khi điều bất ngờ xảy ra, thông thường chúng ta sẽ ngay lập tức kết luận rằng có gì đó không ổn. Ví dụ như khi bạn đến chỗ làm và nghe nói rằng sếp muốn gặp mình ngay, vấn đề của việc kết luận ngay lập tức và nghĩ rằng có gì đó không ổn, đó là bạn sẽ hút những điều mình suy nghĩ và cảm nhận theo quy luật hấp dẫn. Vậy nên thay vì kết luận ngay, hãy nghĩ rằng có gì đó không ổn, hãy tận dụng cơ hội để tạo ra phép màu bằng cách cảm ơn kết quả tuyệt diệu. Nếu bạn lỡ xe buýt hay tàu điện khi đi làm, lỡ chuyến bay hoặc đột nhiên bị hoãn, thay vì nghĩ rằng tệ thật thì hãy biết ơn kết quả tuyệt diệu. Điều này sẽ khởi động cho phép màu và giúp bạn nhận được kết quả tuyệt diệu. Nếu bạn có con và được yêu cầu đến buổi họp phụ huynh để nói về con mình, thay vì nghĩ rằng có vấn đề gì đó, hãy biết ơn kết quả tuyệt diệu. Nếu bạn nhận được một cuộc điện thoại, email hay lá thư bất ngờ và suy nghĩ đầu tiên hiện ra là không biết có chuyện gì không, thì hãy ngay lập tức cảm thấy biết ơn kết quả tuyệt diệu trước khi nhận điện thoại, mở email hay bì thư. Phần lớn thời gian, bạn sẽ nhìn thấy và trải nghiệm kết quả tuyệt diệu như đã yêu cầu, và thỉnh thoảng bạn không biết sự việc bất ngờ ấy sẽ đến, sẽ mang lại lợi ích gì. Nhưng nếu bạn yêu cầu kết quả tuyệt diệu và thật sự cảm thấy biết ơn nó, thì lúc ấy bạn đã sử dụng quy luật hấp dẫn và bạn sẽ nhận được kết quả tuyệt diệu vào một thời điểm nào đó, tại nơi nào đó, đảm bảo. Mỗi khi bạn nghĩ rằng cuộc sống đang chơi trò may rủi với mình, hoặc mình không thể kiểm soát được thứ gì đó, hoặc khi bạn hy vọng điều gì đó tốt đẹp, hãy nhớ rằng quy luật hấp dẫn không dựa vào sự may rủi. Bạn sẽ nhận được những điều mình suy nghĩ và cảm nhận. Lòng biết ơn giúp bạn tránh khỏi việc thu hút những điều không mong muốn, các kết quả xấu, và nó đảm bảo bạn có được điều mình muốn, kết quả tuyệt diệu. Đấy. Như vậy, chìa khóa cuối cùng đó chính là lòng biết ơn. Khi biết ơn kết quả tuyệt diệu, nghĩa là bạn đang sử dụng quy luật của vũ trụ để chuyển đổi những hy vọng và sự may mắn
sự may rủi trở thành niềm tin và sự chắc chắn. Khi biết ơn đã trở thành lối sống, bạn sẽ tự động làm mọi thứ với lòng biết ơn. Và bạn biết rằng phép màu của lòng biết ơn sẽ tạo ra kết quả tuyệt diệu. Bạn càng thực hiện nhiều phương pháp kết quả tuyệt diệu và biến nó trở thành thói quen hàng ngày, thì bạn sẽ càng thu hút nhiều kết quả tuyệt diệu đến với mình. Bạn sẽ thấy mình càng ít gặp những tình huống không mong muốn. Bạn sẽ không thấy mình ở nhầm nơi và nhầm thời điểm nữa. Và bất kể chuyện gì xảy ra trong ngày, bạn đều biết rằng nó sẽ dẫn đến kết quả tuyệt diệu. Vào đầu ngày hôm nay, hãy chọn 3 tình huống khác nhau mà bạn muốn có được kết quả tuyệt diệu. Bạn có thể chọn 3 tình huống quan trọng trong cuộc sống hiện tại, như buổi phỏng vấn sắp tới, đơn xin vay nợ, hay một kỳ thi hoặc cuộc hẹn với bác sĩ. Tức là ngày hôm nay thì các anh chị hãy chọn ra 3 cái tình huống khác nhau về 3 cái tình huống quan trọng mà mình có cái kết quả, mình muốn có cái kết quả tuyệt diệu ha. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc cách chọn ba điều thường khiến bạn chán nản khi thực hiện, bởi vì khi phép màu xảy ra với những điều ấy, bạn sẽ thật sự tin rằng mình đã thu hút được kết quả tuyệt diệu. Ví dụ, bạn có thể chọn việc lái xe đến công ty, ủi đồ, đến ngân hàng hay bưu điện, đi đón con, trả hóa đơn hay đi lấy thư. Tức là mình có thể chọn ba cái điều mà mình thấy ngại làm ấy, hoặc là có cái khó khăn trong cái quá trình thực hiện ấy, để mà mình tưởng tượng và mình nghĩ về cái kết quả tuyệt diệu và biết ơn những kết quả tuyệt diệu đó trước, để mà mình thu hút những điều tốt đẹp đến với mình trong cái việc làm những cái việc mà mình cảm thấy chán nản đó, và để cho phép màu đến với chúng ta thông qua những cái kết quả đó, những cái việc đó. Hãy viết ra danh sách 3 tình huống bạn đã chọn để thực hiện kết quả tuyệt diệu. Sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn như sau. Khi viết mỗi điều, hãy tưởng tượng rằng bạn viết sau khi chúng đã xảy ra. Tức là chọn ra 3 cái tình huống mà bạn muốn có kết quả tuyệt diệu và viết vào cái chữ cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Nghĩ ở trong đầu của mình, hình dung ra cái kết quả mà mình mong muốn ở trong cái trường hợp đó, và sau đó thì cảm thấy biết ơn về cái kết quả đó, nó đã đến với mình như thể nó đã xảy ra vậy đấy, và viết vào trong cái danh sách đó cái chữ là cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Bước thứ hai trong phương pháp nhiệm màu này, đó là bạn sẽ chọn 3 tình huống bất ngờ phát sinh trong ngày hôm nay, và cũng sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để có kết quả tuyệt diệu. Bạn có thể thực hiện phương pháp này trước khi nhận 3 cuộc điện thoại, trước khi mở 3 email hoặc 3 lá thư trong hộp, trước khi bạn thực hiện 3 việc lặt vặt hoặc bất cứ điều gì phát sinh trong ngày hôm nay. Trong phương pháp này, không quan trọng bạn chọn sự kiện bất ngờ nào. Điều quan trọng là bạn phải thực thi lòng biết ơn đối với sự việc bất ngờ theo phương pháp kết quả tuyệt diệu. Mỗi khi phát sinh bất ngờ, hãy nhắm mắt lại nếu có thể, sau đó nói thầm và cảm nhận những từ nhiệm màu cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Mỗi khi phát sinh cái việc bất ngờ thì hãy nhắm mắt lại nếu có thể, sau đó nói thầm và cảm nhận những cái từ nhiệm màu, đó là cảm ơn kết quả tuyệt diệu. Đối với phương pháp này, số lần thực hiện là không giới hạn, bởi vì càng thực hiện nhiều thì chắc chắn bạn sẽ có càng nhiều kết quả tuyệt diệu trong cuộc sống. Sau khi thực hiện phương pháp này trong hôm nay, bạn sẽ nắm được ý tưởng cơ bản, và trong tương lai, bất cứ khi nào nhận thấy mình đang hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp hoặc nghĩ rằng mình cần sự may mắn, thì bạn có thể ngay lập tức sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn và để chắc chắn mình có được kết quả tuyệt diệu. Ứng dụng kết quả tuyệt diệu. Bạn cần khẳng định và biết ơn kết quả trước khi nó diễn ra. Đấy, lưu ý nha. Bạn cần phải khẳng định, tức là bạn cần phải rõ ràng về cái điều mà mình muốn đấy trước khi nó diễn ra, và biết ơn cái kết quả đó trước khi nó diễn ra, vì đó là luật hấp dẫn.
rõ ràng về mong muốn của bạn, lưu ý này, rõ ràng về mong muốn của bạn. Đấy. Phương pháp kết quả tuyệt diệu là biết ơn kết quả tuyệt diệu trước khi làm một việc gì đó. Lưu ý này, trước khi làm một việc gì đó thì mình biết ơn về cái kết quả tuyệt diệu đó. Bạn cần, và bạn cần tin tưởng vững chắc về kết quả đó. Và bạn cũng cần tin tưởng vững chắc về luật hấp dẫn, về luật của tự nhiên, là mình sẽ thu hút những thứ, những điều mà mình nghĩ đến và mình tin tưởng. Đặc biệt, chủ động tạo ra, định hướng cho kết quả khi những sự việc ngoài kế hoạch phát sinh. Tức là khi có những cái sự việc mà ngoài kết quả phát sinh, thì thay vì lao vào làm nó luôn, thay vì làm nó với cái sự lo lắng, thay vì làm nó với lại cái sự may rủi, thì hãy nghĩ trước, hãy hình dung trước cái kết quả tuyệt diệu của cái sự việc phát sinh đó và cảm ơn. Ví dụ như là khi gặp cái sự việc phát sinh thì ta sẽ dừng lại một chút xíu để chúng ta cảm ơn cái kết quả tuyệt diệu đến với ta ở trong cái sự việc đó. Mà thực hành hôm nay thì đây là nhiệm vụ mà chúng ta cần phải thực hành. Đó là gì ạ? Chúng ta cần phải làm 6 cái việc. Việc thứ nhất là thực hành cái phương pháp nhiệm màu của ngày thứ nhất, là cảm thấy mình thật hạnh phúc bằng cách là viết ra danh sách 10 điều mình cảm thấy hạnh phúc. Mọi người lưu ý này, tại sao phải viết? Là bởi vì chữ đi đến đâu thì tâm đi đến đó. Chữ đi đến đâu thì tâm đi đến đó. Cho nên chỉ đừng có ngồi nghĩ, đừng có ngồi đọc, ngồi nhẩm, mà phải viết nó ra. Ha, phải viết nó ra. Đấy. Viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn. Và đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc đó, mỗi điều vui vẻ đó. Và nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Thì chúng ta đã học cái phương pháp là phép màu của trái tim. Thì thành ra là khi chúng ta đọc và nói lời cảm ơn, thì chúng ta hãy đặt tay lên ngực của mình, lên cái vùng trái tim đó, để sau đó chúng ta cảm nhận cái rung động của trái tim về cái điều mà chúng ta đang thì biết ơn. Vào đầu ngày hôm nay, hãy chọn 3 sự việc hoặc 3 tình huống quan trọng mà bạn muốn có được kết quả tuyệt diệu. Hãy viết ra danh sách 3 sự việc ấy và viết mỗi việc như thể bạn đang viết sau khi nó xảy ra. Cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Trong hôm nay, chọn 3 sự việc bất ngờ phát sinh và sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để có kết quả tuyệt diệu. Mỗi lần như thế, hãy nhắm mắt lại, nói thầm và cảm nhận cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay, tua lại một thước phim, quay chậm từ sáng sớm đến tối khuya, đến cái thời điểm mà chúng ta cầm hòn đá nhiệm màu đó. Sau đó thì nói lời cảm ơn với những cái điều tốt đẹp diễn ra trong ngày của mình, đối với mình, và nói cái lời cảm ơn, chọn ra cái điều tốt đẹp nhất mà mình nói lời cảm ơn với cái điều đó thêm một lần nữa. Và nhớ là trải nghiệm của Thuận là nói cho người bên cạnh mình nghe, nếu như đang ngủ với chồng mình, đang ngủ với con mình, thì nói để cho con mình nghe. Cái sự thay đổi nó sẽ, cái phép màu nó sẽ diễn ra nhanh hơn rất là nhiều. Cuối cùng là đọc cái, dành thời gian trong ngày để đọc cái phương pháp nhiệm màu của ngày mai. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay, để Thuận có cái cơ hội là chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là những điều mà Thuận đã học được trong cái hành trình là 20 năm qua. 20 năm đấy, những gì mà Thuận đang chia sẻ cho anh chị là cái cả một cái hành trình là 20 năm. Và chúc các anh chị là có thật nhiều những cái phép màu đến với cuộc sống của mình. Và nhớ thực hành và gửi cái bài thực hành lên trên group, không bắt buộc, nhưng mà hãy thực hành và gửi bài thực hành lên trên group. Và trước khi kết thúc buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chụp hình nhé các anh chị. Bây giờ hãy nhìn vào camera, mở camera lên, sau đó thì nhìn thẳng vào camera và cười, nở một nụ cười thật là tươi để chúng ta chụp hình nha. Nào, sẵn sàng nhé. 1, 2, 3. Nào, 2, 3. Rồi, màn hình thứ nhất. Màn hình thứ hai. Nào, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn các anh chị rất, rất là nhiều. Đừng quên cảm ơn những người đã tham gia cùng ta. Và chúc cho cảm ơn một cái bình luận, một cái điều gì đó trong phần chat, để mà gửi cái thể hiện, ghi nhận cái lòng biết ơn của mình
cũng như là cảm ơn những cái người mà họ đã có cái công tìm ra cái bí mật này, tìm ra được cái phương pháp thực hành này. Cảm ơn nếu ai mà là theo đạo Công giáo thì cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đấng tạo hóa. Những ai mà không có theo đạo gì hết thì cảm ơn bố mẹ, Đấng sinh thành, cảm ơn những cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn vũ trụ này, cảm ơn những cái người thầy, cảm ơn những người bạn, cảm ơn những người đồng nghiệp, cảm ơn nhà nước, cảm ơn công ty điện lực, cảm ơn con của ông ta, cảm ơn chồng của ông ta đã để cho ông ta cái khoảng khoảng thời gian để chúng ta thực hành, chúng ta học tập, thay vì là phải phải giờ này là chúng ta vẫn đang còn phải có những người vẫn đang ngủ ở bên cạnh chồng của mình đúng không ạ, con của mình đúng không ạ, nhiều khi là vẫn đang phải nằm bên cạnh vợ của mình đúng không ạ, nhưng mà chúng ta đã gọi là dành thời gian cho việc học tập thì hãy cảm ơn các anh các chị, những cái người đó họ đã cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta có cái thời gian học tập ha. Cảm ơn những người bạn cùng thực hành ở trong cái Zoom này, cảm ơn những người bạn mà đã viết những cái bài viết về cái lòng biết ơn ở trên cái group của chúng ta để truyền cảm hứng cho nhiều người. Hãy cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp đến với chúng ta và hãy hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta đang còn học với nhau được ở đây đã may mắn hơn rất nhiều những người khác, họ có một cái giấc ngủ và họ họ không còn có thể thức dậy được, cho nên chúng ta hãy cảm ơn, dù thế nào chăng nữa thì cũng hãy nói lời cảm ơn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị là có nhiều cái phép màu đến với cuộc sống của mình, và hẹn gặp lại các anh chị vào sáng mai đúng 4:30 Thuận mở Zoom, và 4 giờ và 5 giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.